Hãy kiếm tiền bằng cái đầu của bạn chứ đừng kiếm tiền bằng thời gian. Cái này nghĩ đơn giản nhưng thực ra nó rất là sâu sắc. Bạn để ý là những người kiếm được nhiều tiền nhất, thành công nhất thì họ thực sự đang kiếm tiền phần lớn bằng trí óc, bằng chất lượng chứ không phải họ dành nhiều thời gian để kiếm được rất nhiều tiền. Bạn có thể nhìn thấy một ví dụ đó là dễ thấy nhất chính là cái thanh răng mũi. Họ vẫn là đầu bếp thôi, họ vẫn là nấu ăn thôi, nhưng tại sao người này lại rất giàu? Tại vì thành quả của người này nó đến từ trí óc nhiều hơn. Cái người này cái đầu họ không chỉ là kỹ năng làm bếp đâu, mà còn có tư duy kinh doanh, tư duy tiếp thị, chuyển mạng xã hội, khả năng xây dựng thế này là tuyệt vời, nên họ nổi tiếng trên toàn cầu. Chứ nếu mà bạn chỉ biết nấu ăn bình thường thôi, làm sao mà nổi tiếng bằng được ở các bậc độ này, đúng không? Thành ra bạn phải dành thời gian để xây dựng trí óc của mình vào mọi thứ liên quan đến sự nghiệp, đến cuộc sống của bạn. Bạn cần dành phần lớn thời gian trong này để chăm sóc cái đầu của bạn, và rồi bạn sẽ thuộc về số ít những người có thể kiếm được nhiều tiền hơn họ thay vì kiếm tiền bằng thời gian. Tất nhiên là giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp thì chúng ta cần phải bỏ công sức, thời gian, nhưng dần dần chúng ta sẽ hoàn thiện dần để làm sao có thể nâng cao kỹ năng mình hơn.